đất thị xã Thái Hòa, Nghệ An có đầu tư được không anh? Đất thị xã Thái Hòa vừa rồi có một bạn là trước đây sốt thì 6,8 mà bà vừa rồi bạn bảo là bạn lại khoảng 4,5 tỷ, như vậy không cần làm gì cũng lời đâu đấy 2 tỷ nếu sau này nó quay về cái giá cũ là giá đỉnh là 6,8 tỷ. Nếu bạn biết được những khu vực mà nó thực sự rẻ, mà khu vực mà mua được những người mà họ cắt lô kiểu 40-50% như vậy thì bạn cứ mua. Theo anh thì sau luật đất đai tháng 7 năm 2024 thì đất nhìn chung sẽ tăng hay giảm. Cái thứ nhất, nhìn chung những cái bất động sản mà có những cái yếu tố về hạ tầng, những yếu tố về những khu vực vành đai chạy qua, những yếu tố về nhu cầu thực thì sẽ tăng giảm. Cái thứ hai là những cái đất nông nghiệp diện tích lớn và có thể kinh doanh đa ngành nghề nó sẽ tăng giá. Cái tiếp theo đấy là bất động sản carbon. Thời gian gần đây Đình đã từng chia sẻ với anh chị cái từ bất động sản xanh, bất động sản carbon, đó là chúng ta đang được định hướng và kỹ về thế giới rất là nhiều với cái việc đấy. Trong việc bán carbon, nếu bạn tìm hiểu về cái loại đấy, mô hình bất động sản đó thì bất động sản đó nhìn chung sẽ là một cái cửa sáng sau khi luật đất đai được áp dụng. Cái tiếp theo đấy là những người dân, những người Việt kiều mà sinh sống ở nước ngoài rất là lâu thì hiện nay là cơ hội để họ được sở hữu những cái tài sản đấy, thì lúc đấy họ tin tưởng vào quê hương đất nước, họ quay về đầu tư được nhiều hơn, tốt hơn, thì lúc đấy thị trường nó sẽ có nhiều niềm tin và nguồn tiền sẽ được đổ nhiều vào nhiều cánh, không những là bất động sản mà chứng khoán nó cũng sẽ tăng. Đà Nẵng dạo đi vào tiền ok không anh? Đà Nẵng khoảng 3 4 năm gần đây nó bị một trong những cái việc hạn chế nhất, đó là khi dịch thì nhiều người dân ở nước ngoài họ đã rút khỏi thị trường du lịch và đụng mài trong đến thời điểm gần đây. Thì nếu như thời điểm này bạn tìm những cái tài sản mà nó thực sự dưới giá thị trường rất là nhiều thì bạn vào sẽ là ok, nhưng cũng phải là dài hạn, bởi vì Đà Nẵng và Nha Trang là những khu vực nó phụ thuộc vào du lịch, mà du lịch hiện nay thì có thể cái người dân sau cái thời điểm dịch họ đã niềm tin cũ, thói quen họ đã thay đổi, họ có thể không tham gia kiểu bất động sản là đi du lịch như vậy nữa, và họ thể tham gia những cái kiểu du lịch trải nghiệm, du lịch những vùng đất mới, thì có thể khu vực đó sẽ không không được tốt nếu như bạn không tìm được đó là dòng tiền, vì mật độ dân số ở Đà Nẵng cũng còn thấp nên nó không phải giống như thành phố lớn. Bạn Tiến Đăng đã bị Võ Ngọc Hà hỏi xem khu vực mô đầu tư được khu vực nào mà bạn nắm chắc được về cái pháp lý, khu vực nào bạn nắm chắc được về quy hoạch, khu vực nào bạn nắm chắc được về cái tài chính của bạn thì bạn đầu tư. Nhưng nếu không nắm chắc được cái đó thì bạn nên chọn những khu vực đó là ven thành phố Hồ Chí Minh, ven thành phố Hà Nội và ven khu công nghiệp mà có thể xây phòng trọ cho thuê được ngay. Bạn liệt kê những khu vực kiểu như vậy thì bạn sẽ đầu tư những khu vực mà có thể đáng quận huyện lên thành phố, quận xã phường lên chứ xã huyện thì lên quận, thì lúc đó nó những khu vực đó nó sẽ có được những cái tiện ích về hạ tầng, có những cái lý do để họ tăng giá. Sao mình thấy đất ở khu Ngọc Nặc Thanh Hóa rẻ thế nhỉ? Nếu rẻ thì bạn mua thôi, ở Thanh Hóa hiện nay rất bàn nhiều bạn vẫn đang đầu tư về đấy mà. Anh ơi cho em hỏi chút, tỷ đất có sổ đỏ đầy đủ nhưng tại sao trên bản đồ vệ tinh thì không có hiện hiển thị đường, có mua được không anh? Cái thứ nhất là có nhiều khu vực cái đường nó không cập nhật, bởi vì là cái đường có nhiều khu vực như vùng xa, vùng nông thôn thì nó không hiển thị. Cái việc đấy nó rất là bình thường, kể cả khu vực của Đình đấy là cái đường từ ngày xưa thì nó hiển thị, đường mới nó không hiển thị. Cái thứ hai, nếu bạn muốn chắc ăn thì bạn phải lên hỏi tại địa chính hoặc là tiệt quy hoạch tại quận xã phường mà bạn muốn có thửa đất đó, bạn xem là cái đất đấy tại cái đường đấy có thuộc là đường của sổ được hợp pháp hay là đường tự mở. Cái thứ ba nữa là bạn xem cái đường đấy đường lớn hay đường bé. Nếu đường lớn thì cái đường mà tư dân sinh sống từ xưa đến nay thì đó là một yếu tố để bạn xác định cái đường này là có phải đường thật hay đường giả. Theo anh nhìn bất động sản BKMX Trấn Thành có triển vọng không? Cái thứ nhất là BKMX Trấn Thành là có triển vọng hơn, thì về cái việc nguồn cung ở tại Trấn Thành rất là lớn, nhưng nếu mà nói về pháp lý thì có nhiều khu vực đang trong cái hợp đồng gọi là mua bán, thì vì vậy cái việc phụ thuộc rủi ro đó là đương nhiên là BKMX thì vẫn là uy tín, nhưng
vẫn phụ thuộc vào cái việc Vcomex lúc nào cấp sổ, thì đấy là cái yếu tố bạn cần phải để ý. Cái thứ hai là đất của dân ở khu vực Trấn Thành khá nhiều, nên nếu bạn lựa chọn thì lựa chọn khu vực đất của dân có thể nó sẽ tốt hơn ở Vcomex, đó là do bạn lựa chọn. Nhưng ở Trấn Thành hiện nay là một trong những khu vực đạt được giá khá nhiều, 40 đến 50%, nên đó là một trong những cái mà nhiều anh chị tránh thủ để sở hữu những bất động sản thực, thì đấy là cơ hội.